Ở KL á bạn nào có ăn thử bánh này chưa? Muốn mua ăn á phải đứng gần 2 tiếng đồng hồ mới tới lượt. Nếu mà chưa ăn thử qua thì hôm nay cùng dịu làm tại nhà nha. Tự làm á các bạn có thể cho thêm phô mai kéo sợi hoặc là cái phô mai miếng vào á thì nó làm cho cái bánh thơm ngon hơn nữa. Bây giờ mình sẽ làm cái vỏ bánh trước. 500g bột mì đa dụng á, protein là 11% trộn với 5g muối, cho từ từ 260g nước vào. Nhồi trộn đều cho không còn thấy bột khô nữa. Nếu mà khi nhồi quá nhão á thì các bạn cho thêm một ít bột khô vào và nếu mà quá khô á thì mình cho thêm một ít nước là được. Khối bột quá mình nhồi sơ như vậy là được rồi, để nó nghỉ 10 đến 15 phút. Sau 15 phút nghỉ lấy cái bột này ra và nhồi thêm 5 phút nhồi cho cái cục bột này nó được mịn. Các bạn chia ra làm 8 viên bột bằng nhau, mỗi viên khoảng 90 đến 100 g. Các bạn lăn dài cho cái viên bột này nó dài dài một xíu ha. Cho những cái viên bột này vào khay á rồi mình phết dầu ăn vào và đậy lại để bột nghỉ 45 phút. Trong thời gian để bột nghỉ thì mình sẽ đi trộn nhăn. 300 g thịt bò xay á dịu ớt với 3 g muối, 0,5 g ngũ vị hương á là chưa được 1 g nữa đó nha các bạn. 3 g bột nêm gà, nếu mà nhà ăn quen bột ngọt thì các bạn nêm thêm vào. 5 g đường và 40 g dầu ăn cho dầu vào á để cho cái thịt bò này nó không có bị khô và mình cho thêm 5 g dầu hào và một ít tiêu dùng tay trộn đều á cho thịt nó thấm gia vị phần nhân chưa làm tới á thì các bạn cắt trong ngăn mát tủ lạnh trộn bột dầu á thì mình có 60 g bột mì thường trộn với 1 gam thập tâm hương nếu không có thì các bạn thay bằng bột ngũ dị hương 80g dầu ăn á, các bạn nấu cho nó nóng nhẹ rồi mình đổ vào cái hỗn hợp bột này trộn đều Vậy là xong cái bột dầu rồi trộn cái phần muối để gắt lên trên nhân á thì dịu có 10 g muối và 1 g bột ngũ vị hương hoặc là bột thập tâm hương. Còn nếu mà các bạn có cái gia vị mà dịu trộn ở video nước rửa bột của mì căng á sẽ có cái gia vị mà dịu làm cái xốp uh, dầu ớt đó các bạn. Để gói bánh á thì mình sẽ dùng tay để ấn dẹp cái miếng bột này. Tay mình á đã rửa sạch sẽ hết rồi nha các bạn. Mình sẽ cán cho cái miếng bột này á vừa dài vừa mỏng ra bột cán càng mỏng á, thì cái bánh á, nó sẽ càng giòn để cho bánh nó không có bị đứt khi mà kéo bột khi cán xong rồi á, các bạn để cái miếng bột này nó nghỉ 1 đến 2 phút rồi mình mới quét cái bột dầu lên và cho nhăn vào phần nhăn á, thì dịu cho thịt bò hành tím hành lá và gắt lên cùng á, là một ít muối gia vị muối gia vị á, các bạn đừng có gắt nhiều quá nha không thôi thì nhăn của mình á, nó sẽ bị mặn bây giờ mình sẽ cuộn cái phần bánh này lại các các bạn vừa kéo nhưng mà nhẹ tay thôi ha mình cuộn cái phần thịt lại khoảng 3 dòng á thì mình xoay tròn cho cái miếng bột á nó cuộn cái phần bên kia các bạn nhìn trên video á sẽ dễ gói hơn là mình tả đợi gói hết tất cả bánh rồi á các bạn mới ấn dẹp cái miếng bột xuống thì nó sẽ dễ hơn cái bánh này diệu sẽ cho thêm cái miếng phô mai lên vị phô mai này nó mặn rồi đó cho nên là dịu chỉ cho một chút xíu muối gia vị thôi còn nếu mà bạn nào ăn nhạt á thì không có cần cho muối gia vị cũng được còn cái này á là vị phô mai kéo sợi nè các bạn cũng gói tương tự như vậy á các bạn nhẹ tay ấn dẹp cái miếng bột này ra cho nó mỏng mỏng nếu mà ấn mạnh quá thì cái thịt bên trong á nó sẽ uh, lồi nhăn ra bên ngoài bắt chảo lên bếp cho dầu vào dầu nóng thì các bạn cho bánh lên chảo chiên ở lửa vừa chiên cho bánh vàng đều hai mặt thì mình sẽ lấy ra để gáo dầu vỏ bánh bên ngoài á giòn tan bên trong thì béo ngậy mời các bạn cùng ăn online với diệu nha và video của diệu đến đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã xem đến đây hẹn gặp lại ở video kỳ tới